Rồi, xin kính chào quý vị. Anh Công Minh đang có mặt ở đường Võ Thị Sáu, ngày xưa là Hiền Vương, quận 3, Sài Gòn, trưa ngày 24 tháng 1 năm 2017. Từ với đường bà Nguyễn Thanh Quang. Đi hết đường Hiền Vương để gặp ngã sáu Dân Chủ này. Qua đây là đường 3 tháng 2, ngày xưa là đường Trần Quốc Toản, xuống về chợ cá. Trời Sài Gòn đang nắng thì nhiệt độ vào khoảng 32 độ C. Qua đây là phường 11, quận 10. Bên phải là phường 12. BMW ấy. Bên phải là đường Cao Thắng. Bên phải đây là Học viện Hành Chánh Quốc gia. Bên phải là khách sạn Kỳ Hòa.
cạnh là nhà hát Hòa Bình quý vị, nơi có bảo tàng tượng sáp các nghệ sĩ Việt Nam đó. Cạnh đây là Diện Quá Đạo, đây là Việt Nam Quốc Tự nè. Ở đây là bến xe Đà Lạt, bây giờ không còn nữa, và ở đây nổi tiếng bán trà cà phê Bảo Lộc Đà Lạt, kể cả trà Bắc. Xung quanh chung cư bán nhiều đồ ăn, cà phê. Rồi, lấy xe để ngoài nắng này. Người ta ở đầy hết.
Bên tay trái đây là lô M. Phía dưới gì đây để xe. Đây trường Nguyễn An Ninh. Rồi bên phải ở đây là đường Hùng Vương hay gì. Đó thì công viên Hòa Bình đang sửa nè. Ok, thank you, goodbye xin quý vị nha.